Em đi làm về à? Em đi hướng bé về. Thế nhá, chị hỏi này, tức là mọi hôm giờ là chị em mình đã trao đổi, em học từ tháng 4 đến tháng 9 rồi đúng không? Trao đổi nhiều rồi nhưng mà chưa gọi video đâu. Hôm nay bé gọi video thứ nhất là để gặp mặt nhau cuối khóa học này. Thứ hai để chị trao đổi xác nhận lại mình vài thông tin sau khóa học á. Nhá. Mình là Thanh này, mình ở Cần Thơ đúng không? Dạ đúng rồi. Mình ở Cần Thơ này. Xong là xem nào. Mình khóa học của mình là sản xuất thương mại đúng nhỉ? À nó sản xuất xuất khẩu. Đúng không? Em có thể chia sẻ thêm mặt hàng của em là gì không? Tất nhiên là chị nắm được rồi. Nhưng mà chị muốn mình chia sẻ thêm á. Chia sẻ thêm để cho các bạn đọc, các học viên khác có thể là nắm bắt thêm á. Dạ. Bên em chủ yếu là sản xuất chả cá chị. Chả cá đúng không? Ừ. Có dạ, bán rồi. Trong nước, có xuất khẩu, đúng nhỉ? Dạ đúng rồi. Ok. Đó. Thế thì là cái thời gian học của mình là chị nhớ là mình đang từ tháng 4. Tháng 4 hôm nay là khoảng tầm tháng 9 là mình cơ bản hoàn thành khóa học rồi. Đúng nhỉ? Dạ. Thế thì em thử xem mà hôm nay mình đã làm đủ báo cáo tài chính này, báo cáo quyết toán này của công ty Nhất Tâm á, đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Xong rồi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán rồi biết in chứng từ sổ sách rồi. Thì công ty mình cũng chỉ được biết là em chuẩn bị quyết toán, đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa có quyết định nhưng mà sắp tới là chuẩn bị quyết toán thì mình có đã tự tin chưa? Tự tin dạ rồi. Nói chung là sổ sách em cũng ổn hết rồi. Nên em cơ bản thì em cũng không có còn cái gì phải lo lắng hết chị. Cơ bản là mình nắm được cái kiến thức á, ở quy trình làm á, thì sau này là em tự tin để giải trình nhá, tự tin giải trình theo đúng kiến thức mình đã học thôi, va chạm thôi nhá. Thì tất nhiên là tùy từng cái cơ quan thuế, có cơ quan thuế thì xoáy vào vấn đề này, cơ quan thuế thì xoáy vào vấn đề kia, tuy nhiên thì mình cứ nắm vững kiến thức thì mình sẽ gọi là giải trình được. Khi mình giải trình được thì cái số tiền nó bị cái vấn đề xuất toán nó sẽ giảm nhẹ rất là nhiều, đúng không? Loại trừ các thứ nó phụ thuộc vào sự giải trình của kế toán nữa, đúng nhỉ? Nó là hợp lý hay không đó. Thì em cũng đã tự tin như thế rồi, nhưng mà sau này á, khi nào mà đến cái đoạn mà thanh tra quyết toán cần gì cứ gọi chị nhé. Dạ em cảm ơn chị. Cứ gọi trong cuộc thanh tra hay đoàn về như nào có vướng gì mà nó bị vướng thì cứ gọi chị hỗ trợ thêm nhé. Thế thì chốt lại nữa là mình có hài lòng hoặc là có cái vướng gì, tức là trong quá trình dạy và học này, giữa em này với giáo viên này, rồi quá trình học, thời gian đồ các thứ á, thì em có cần góp ý gì thêm không? Đấy là góp ý thật lòng đấy. Đó, tại vì để cho trung tâm ngày càng phát triển á, đó, thì mình phải tiếp nhận những cái mình làm được và những để phát huy, những cái chưa làm được để mình còn rút kinh nghiệm, thì em cứ chia sẻ thật lòng nhé. Đó, nói chung là sau khóa học này thì em rất là hài lòng với lại giảng viên giáo viên, với lại nói chung là em cũng nắm được cái kiến thức nói chung là cũng khá là sâu, nên nói chung là em cũng không có cái gì phàn nàn hay là góp ý gì hết, tại vì mọi thứ em đều cảm thấy hài lòng. Thế chị cảm ơn nhé. Đấy là mình cố gắng là sau này vận dụng kiến thức, sau này mình có nhận thêm các công ty khác nữa thì cần gì cứ alo với chị hoặc trung tâm, được chưa? Thì trung tâm sẽ hỗ trợ trực tiếp cho em nhé. Để trong trong cái công ty, tất nhiên là công ty sản xuất này và có xuất khẩu cái mảng chả cá này thì ok rồi. Nhiều khi cái mảng sản xuất mặt hàng khác thì có thể nó cũng có những đặc trưng, bởi vì như hôm trước cái phần giá thành á thì có giới thiệu mình là có nhiều phương pháp, thì có thể là phương pháp theo phương pháp giản đơn này, đơn hàng này, hợp đồng á, được chưa? Thì nó có nhiều phương pháp đó, thì có mỗi mặt hàng có thể là mình sẽ linh động với phương pháp giá thành khác nhau, đúng nhỉ? Đó thì cái đấy em cứ liên hệ với chị hoặc là trung tâm, đó cả hai đều được nhá. Nhất trí chưa? Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, thế chị em dạ đi đón bé về thì cũng nghỉ sớm đi nhá. Nhá, chúc em ngủ ngon nhá. Dạ rồi, chị cảm ơn nhá. Dạ chị ngủ ngon. Rồi, dạ rồi, cảm ơn chị. Chào em.